Vâng, em về được một đôi nhá, Cyber Pro nhá, dòng loa trợ lời cực kỳ gọi là đẳng cấp nhá. Bát 16, vâng, 2 tép nhá. Bát 16 2 tép nhá. Con này phải nói được cực kỳ chất đây. Đấy. Đấy quý vị nhìn này, đấy. Dòng này thì chất siêu kinh điển luôn. Đấy. Hàng thì tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Cái xi nó hơi kém một tí thôi nhưng mà thùng vách các thứ thì vẫn ngon lành đầy đủ nhá. Đấy. Xi nó hơi kém. Xi này dán được nhá, bóc ra dán được thoải mái luôn. Con này con 910. Con này của nó là công suất lên đến max lên đến tận 200W cơ nhá. Max lên đến tận 200W. Vâng, đấy. Sản xuất ở nước thứ hai là Malaysia nhá. Vâng, đấy. Con này là hàng của Nhật nhá. Vâng, hàng nội địa Nhật. Sản xuất tại nước thứ hai nhá. Vâng, đấy. Con này phải nói là siêu kinh điển luôn nhá. Đấy, đây. Đấy. Đấy. Mấy con này nó chỉ bị chóc xi tí thôi nhá. Nói chung là hàng này thì rất là nặng trịch luôn nhá. Giá của con này nhá. Vâng. À, em đo kích thước của nó nhá. Cao cỡ khoảng 22. Ngang đây, thước đây ạ. Ngang của nó là 34. Sâu của nó là 23. Sâu 23. Và cao của nó là 21 nhá. Cao 21. Đấy. Vâng, đấy. Con này nhá. Con này của nó thì phải nói là trợ lời thì tốt hơn các con khác nhiều. Vâng, đấy. Chuyên gia trợ lời luôn nhá. Vâng. Giá của nó thì chỉ nhỉnh hơn mấy em bốt tàu một tí thôi. Vâng, mấy đôi bốt tàu bây giờ chỉ đã 1,2 triệu rồi, nhưng mà những dòng loại 1 em thấy người ta mua toàn 1,2 triệu, hơn 1,2 triệu. Vâng. Tuy nhiên dòng này em bán cực kỳ rẻ nhá. Vâng. Con này em bán của nó giá thanh lý siêu toàn tập về đúng một đôi này nhá. 1.690.000 nhá. 1.690.000 cho đôi này thôi nhá. Vâng, giá rẻ chỉ duy nhất một đôi và chỉ duy nhất một lần này thôi nhá. Không có lần sau giá đôi này như này đâu. Vâng. 1.690.000 cho đôi trợ lời khủng bố này luôn nhá. Về thì phê luôn. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581. Địa chỉ 57A Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản cho em nhé. Và em xin lỗi là không ship code những dòng nhài đâu nhé. Nó nhỏ quá. Vâng. Đấy. Quý vị nào ở tỉnh xa nhé. Quý vị nào ở gần thì chuyển khoản cho em gửi hàng ra xe. Quý vị nào ở tỉnh xa thì có thể đặt cọc cho em là 8-900.000 nhé. Sau đó số còn lại là em sẽ thu lốt qua đơn vị Viettel. Người Viettel sẽ giao đến tận nhà cho quý vị và quý vị nhận hàng và thanh toán nốt tiền hàng và tiền vận chuyển của đơn vị Viettel nha quý vị nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.